tất cả những gì là những cung bậc của một phím đàn mà những bạn trẻ trong giúp Hưng Sen đã phải dày công tập luyện. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng phóng viên của câu lạc bộ nghệ thuật tiếp xúc với các bạn trẻ trong tốp nhạc Hương Sen. Nói chung là đều đảm nhiệm được nhiều để mà nhiều nhạc cụ để phù hợp với được với lại từng cái yêu cầu của từng cái bài bản, nhất là cái những cái bài bản mà dân ca dân nhạc của chúng ta thì như anh biết là rất là phong phú. Vâng.